Giá lúa gạo hôm nay 10 tháng 7 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 50 đồng 1 kg với gạo nguyên liệu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo giảm 2, 4 đô la Mỹ một tấn. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá ổn định. Giá lúa gạo hôm nay 10 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm nhẹ 50 đồng 1 kg với gạo nguyên liệu. Với mặt hàng gạo hôm nay giảm 50 đồng 1 kg với gạo nguyên liệu so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR504 hè thu giảm nhẹ ở mức 10.800, 10.850 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR504 ổn định ở mức 12.750, 12.900 đồng 1 kg, với mặt hàng phụ phẩm hôm nay không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện, giá tấm IR504 không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua ở mức 9.100, 9.200 đồng 1 kg. Trong khi đó, Giá cám khô duy trì ổn định ở mức 7.000, 7.100 đồng một kg. Trên thị trường gạo hôm nay giao dịch ổn định, gạo về nguồn khá, chủ yếu nguồn gạo từ Campuchia, không mua vào nhiều, ít gạo đẹp. Tại các chợ lẻ, giá gạo không có điều chỉnh, hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng một kg, gạo Jasmine 18.000, 20.000 đồng một kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng một kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000. 16.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 20.000, 21.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.500 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, hôm nay giá không có sự thay đổi, cụ thể,

lúa nhật ở mốt ở mốt 7.800, 8.000 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 7.600, 7.700 đồng 1 kg và lúa nàng nhen, khô, ở mức 20.000 đồng 1 kg. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp đùng 3 tháng, khô, giữ nguyên giá từ 8.800, 9.000 đồng 1 kg, ngoài ra, 9.000. 9.200 đồng 1 kg là giá bán được áp dụng với nếp Long An, khô. Mặt khác, nếp 3 tháng tươi và nếp Long An tươi tiếp tục ổn định trong ngày hôm nay. Trên thị trường lúa hôm nay giao dịch khá, giá chững, nông dân chào bán giá cao. Tại Cần Thơ, lúa hẹ thu cơ bản đã cạn đồng, giá lúa non được chào bán khá cao. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 2,4 đô la Mỹ một tấn. Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, VFA gạo 100% tấm ổn định ở mức 470 đô la Mỹ một tấn, trong khi đó gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 468 đô la Mỹ một tấn giảm 4 đô la Mỹ, gạo 25% tấm ở mức 545 đô la Mỹ một tấn, giảm 2 đô la Mỹ. Giá phân bón hôm nay ngày 10 tháng 7 duy trì ổn định. Theo đó, phân ure vẫn được bán ra với giá đi ngang giao động từ 5600000 đồng, bao đến 590.000 đồng một bao. Tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Ghi nhận hôm nay ngày 10 tháng 7 cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên không ghi nhận điều chỉnh mới. Trong đó, 1 triệu 050 000 1 triệu 090 000 đồng một bao là giá bán cao nhất tại khu vực được áp dụng đối với phân NPK 20, 20, 15 bình điền. Tương tự, Phân lân lâm thao tiếp tục được bán với giá thấp nhất, giao động khoảng 270.000, 290.000 đồng một bao. Tại khu vực miền Bắc, cũng theo khảo sát, tại khu vực miền Bắc, thị trường phân bón lặng sóng. Cụ thể, phân Cali bột Canada, Hà Anh có giá bán lần lượt là 570.000, 630.000 đồng một bao và 570.000, 600.000 đồng một bao. Bên cạnh đó, phân NDK 16, 16, tám được các đại lý bán ra với mức giá khoảng 800.000, 830.000 đồng một bao. Giá heo hơi hôm nay 10 tháng 7 giảm nhẹ ở cả 3 miền. Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng một kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000, 69.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Bắc thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua giảm rải rác 1.000 đồng một kg. Cụ thể, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hưng Yên lần lượt điều chỉnh giao dịch xuống mức tương ứng là 67.000 đồng 1 kg và 68.000 đồng 1 kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá không đổi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 67.000, 69.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Trung theo ghi nhận, giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định. Trong đó, Heo hơi tại hầu hết các tỉnh đang được thu mua với giá quanh mốc trung bình là 64.000 đồng 1 kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg về mức 66.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 62.000, 68.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Nam Giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam cũng giảm nhẹ theo xu hướng chung. Hiện tại, sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg, heo hơi tại Vũng Tàu đang được giao dịch với giá 66.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận biến động mới về giá so với ngày hôm qua. Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 63.000, 66.000 đồng 1 kg. Sáng ngày, ngày 10 tháng 7, giá thịt heo mát mít daily từ trang winmark.vn tiếp tục đi ngang tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 108.720, 165.522 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart. Cụ thể, giá thịt heo xay và nạc vai heo lần lượt ở mức 118.322 đồng 1 kg và 123.120 đồng 1 kg. Tiếp đó, Đạt dăm heo đang có giá nhỉnh hơn với mức 149.520 đồng 1 kg và ba rọi heo giữ mức cao nhất là 165.522 đồng 1 kg. Giá thịt heo tại công ty thực phẩm tư sống Hà Hiền Lạng sống tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 69.171.000 đồng 1 kg. Trong đó, 69.000 đồng 1 kg là mức giá của mỡ heo thấp nhất trong số các loại. Cao hơn là giá nạc vai heo và nạc đùi heo lần lượt với mức 102.000 đồng 1 kg và 109.000 đồng 1 kg. Tại các chợ truyền thống, thịt ba chỉ giao động 140.000, 160.000 đồng 1 kg, sườn non từ 150.000, 180.000 đồng, tăng 20-30% so với đầu năm và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giò heo, nạc dâm, thịt mông và vai cũng tăng thêm 20.000 đồng so với 3 tháng trước và khoảng 10.000 đồng so với cùng kỳ 2023. Thị trường heo hơi, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 62.000, 69.000 đồng 1 kg, theo báo cáo mới nhất của chợ đầu mối Hóc Môn. Giá heo hơi ngày 8 tháng 7 tại chợ của công ty CP Việt Nam là 67.000 đồng 1 kg cho hàng loại 1 và 65.000 đồng 1 kg cho hàng loại 2. Thậm chí, giá heo hơi trong dân có nơi lên 70.000 đồng 1 kg. Cùng với sự tăng giá của heo hơi, giá thịt pha lóc cũng tăng theo, đạt mức 140.000 đồng 1 kg cho sườn non và 115.000 đồng cho ba rọi. Lãnh đạo chợ đầu mối cho biết do nguồn cung giảm dẫn đến giá heo hơi tăng cao năm nay giá hơi tăng trái với quy luật tiêu dùng khi liên tục leo thang vào mùa hè